Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình cũng đang ở khu vườn của mình các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ nhỏ để khi các bạn trồng lan, các bạn thay chậu thì các bạn sẽ có một cái bí quyết nhỏ nhỏ để phát huy khả năng tốt của cái loại chậu mà các bạn sử dụng các bạn ha. Nếu như các bạn nào mà không có thời gian để chăm lan, tưới nước cho lan mỗi ngày thì mình khuyên các bạn nên sử dụng chậu đất nung ha các bạn. Chậu đất nung như thế này thì cái chậu đất nung này thường các bạn mua về là các bạn cứ bỏ vào giá thể vào các bạn trồng thôi. Nhưng mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái bí quyết nhỏ nhỏ là các bạn mua về, các bạn sẽ ngâm nước cho mình, bỏ vào trong một cái thau, một cái chậu gì đó, các bạn ngâm nước cho mình, ngâm từ 1 đến 2 ngày ha. Thì để cho cái chậu này người ta gọi nôm na nó là no nước các bạn. Có nghĩa là nước nó sẽ thấm vào trong cái chậu. Và khi các bạn lấy ra rồi các bạn gờ vào trong cái chậu thì cái chậu nó mát lạnh cái tay bạn luôn á, thì cái độ ẩm phía trong đây nó sẽ giữ cho các bạn cái độ ẩm. Nếu như các bạn không có thời gian để các bạn chăm lan tưới nước mỗi ngày thì có thể 1-2 ngày các bạn tưới thì nó vẫn giữ độ ẩm cho các bạn ha. Rồi thì đó là cái chậu đất ha các bạn. Và cái giá thể thì nếu như các bạn sử dụng bất cứ giá thể nào thì các bạn cũng sẽ phải ngâm nước cho mình. Đây là vỏ thông nha các bạn. Mình sử dụng đây là giá thể vỏ thông và mình đã ngâm nước là cũng đã 2 ngày các bạn. Đấy, các bạn ngâm cho nước nó thấm vào cái vỏ thông này. Khi các bạn mua cái vỏ thông này về nó rất là khô, các bạn sẽ ngâm cho nó no nước, nước nó sẽ no nước. Và khi các bạn ngâm nước vậy á, thì nó sẽ có là loại bỏ một số cái vi khuẩn, một số cái nấm ha, để khi chúng ta trồng thì nó sẽ không có bị nấm hay là vi khuẩn các bạn. Và nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước vôi các bạn. Cái loại vôi mà người ta khử khuẩn các bạn, loại vôi mà các bạn mà sau những cái mùa vụ mà người ta sẽ gắt vôi để khử khuẩn trên những cái cánh đồng các bạn, những cái cánh đồng khi mà người ta xử lý các bạn ha, thì cái vôi đó các bạn sẽ ngâm với cái giá thể các bạn ha, pha với nước và chúng ta ngâm với giá thể. Chúng ta cũng ngâm từ 1 đến 2 ngày, chúng ta quất ra và chúng ta sẽ trồng thì cái cây nó sẽ, cái giá thể của chúng ta thứ nhất là nó sẽ no nước các bạn, giữ được độ ẩm cho cây lan. Cái thứ hai là cái giá thể nó sẽ loại bỏ một số cái vi khuẩn ha các bạn ha. Thì mình, một số bạn nào như mình nói là không có thời gian chăm cây thì nên trồng với cái giá thể đất nung này. À, với cái chậu đất nung này mình thì mình cũng trồng qua rất là nhiều loại chậu, ví dụ như là chậu mũ và chậu đất nung này, thì mình thấy cái chậu đất nung khi chúng ta trồng thì cây lan nó phát triển rất là tốt các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ trồng cây lan vào trong cái chậu đất này nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn xử lý cái chậu và cái giá thể xong rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành trồng lan ha các bạn. Các bạn khi trồng thì chúng ta sẽ sử dụng mót ha các bạn. Thì mình thường sử dụng cái mót như thế này các bạn. Mót này các bạn có thể là lấy của những cái thùng mót mà người ta bỏ đi các bạn. Thì chúng ta sẽ sử dụng thì mình sẽ ngắt nhỏ như thế này, bỏ vào trong cái đáy của cái chậu lan để cho nó có một cái độ thông thoáng ha các bạn. Khi mà cái rễ nó bám xuống thì nó sẽ có độ thoáng khí ở phía trong đây đó các bạn ha. Rồi kế đến thì mình sẽ sử dụng vỏ thông. Vỏ thông hồi nãy mình xử lý đó, thì mình sẽ sử dụng cái vỏ thông. Mình bỏ vào một lớp vỏ thông vào nha các bạn. Đấy, mình sẽ sử dụng một ít vỏ thông vào như thế này. Đây các bạn nha. Rồi vỏ thông các bạn để một lớp như thế này thì bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta sẽ trồng cây lan vô. Thì hôm nay mình sẽ trồng cây lan này các bạn ha. Đây là một loại lan nắng banana ha các bạn. Nó có cái bông màu vàng và cái mùi cũng rất là thơm, mùi chuối các bạn, nên nó có cái tên là banana. Thì mình sẽ trồng cái cây lan này vào. Thì khi các bạn thay chậu hay là các bạn
trồng mua về các bạn xử lý thì các bạn sẽ cắt bỏ mấy cái rễ mà nó hư đi các bạn, chừa lại những cái rễ mà nó non thôi. Rễ nào mà nó còn tốt thì chúng ta chừa lại, còn không chúng ta sẽ cắt bỏ xử lý cái phần rễ đã hư hết các bạn. Và chúng ta sẽ, khi chúng ta để một lớp vỏ thông lên vậy thì chúng ta sẽ để cái lan ở phía trên mặt nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ để cái lan ở phía trên mặt như thế này nha các bạn. Các bạn không chôn ở phía dưới, không có chôn ở phía dưới mà chúng ta để cái lan ở phía trên như thế này nha các bạn. Đó. Rồi thì các bạn sẽ cố định cái cây lan cho nó cứng nha các bạn. Thì mình sẽ sử dụng một cái cây, mình sẽ cắm, mình cố định. Các bạn sơm sâu xuống ở phía dưới, có thể là nó đụng cái mót luôn đó các bạn. Bạn sơm sâu xuống. Đấy. Rồi chúng ta sẽ lấy cái dây, chúng ta sẽ buộc lại cho nó đừng có nhúc nhích nha các bạn. Cho nó đừng có nhúc nhích. Thì tại vì khi mà cái cây lan mà mình trồng nó nhúc nhích thì cái rễ nó khó bám, nó khó bám vào trên cái giá thể các bạn. Nó cứ lung lay nhúc nhích hoài thì rễ nó sẽ khó bám vào trên cái giá thể. Nhưng các bạn sẽ cầm cái cây cố định nha các bạn, và nó cứng nha các bạn. Rồi thì các bạn sẽ bỏ cho mình một lớp vỏ thông ở phía ngoài cái chậu. Các bạn nhớ là bỏ vòng vòng ở phía ngoài thôi, đừng có bỏ phía trong nha các bạn. Phía trong nhiều khi là có những cái mắt ngủ của nó sẽ nảy mầm lên đó các bạn, thì nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Các bạn cứ bỏ cho mình ở phía vòng ở phía ngoài này thôi, cho rễ nó có một cái phần giá thể nó có thể bám vào thôi. Đấy, các bạn có thể là nhấc nó xuống đây, bỏ vòng vòng ở phía ngoài này thôi nha các bạn. Đừng có bỏ nó lắp gốc nha các bạn. Các bạn nhớ là đừng có lắp gốc nó. Chúng ta trồng lan thì chúng ta để cho nó hở lên, đừng lắp gốc nha các bạn. Và cây lan khi chúng ta trồng á là các bạn nhớ rằng là nó sẽ nằm ở phía trên, các bạn đừng có để nó sâu tuốt ở dưới. Rồi các bạn úp giá thể lên nữa là cây nó sẽ bị ngợp cái rễ á các bạn. Đó. Thì nó sẽ không phát triển tốt. Đấy, các bạn bỏ vào vòng vòng như thế này thôi. Đó. Như thế này cho mình thôi là được nha các bạn ha. Rồi. Không lắp ở phía trong nha các bạn. Rồi các bạn, thì đây là khi các bạn thay chậu hay là các bạn trồng một cái cây lan mà chúng ta có thể là mua về chúng ta thay chậu, thay giá thể cho nó, thì chúng ta sẽ làm theo cái cách này của mình nha các bạn. Đây các bạn ha, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ nhỏ để khi các bạn thay chậu lan hay là thay giá thể thì chúng ta sẽ có một cái cách để chúng ta phát huy tối đa khả năng của cái chậu này cũng như là cái giá thể các bạn. Có nghĩa là cho cái chậu nó uống no nước, giá thể uống no nước thì cái độ ẩm của phía trong của cái chậu này nó vẫn sẽ giữ lại được cho cây lan mình, nó sẽ phát triển tốt ha các bạn. Này, hy vọng những cái clip mình chia sẻ cho các bạn sẽ đem lại cho các bạn một số cái mẹo nhỏ nhỏ hay những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để các bạn trồng lan ha các bạn. Những bạn nào mới chơi lan thì chúng ta sẽ có một cái biết cái cách để chúng ta có thể chăm cho cây lan nó phát triển tốt ha các bạn. Hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn ủng hộ và cho mình một cái like, một lượt đăng ký ha các bạn, để cho mình có động lực để chia sẻ với các bạn những cái clip tiếp sau nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.